Sao ông Tô Lâm sẽ tốt cho Việt Nam? Thân mến chào quý vị và các bạn. Chào mừng và cảm ơn quý vị đã đến với chương trình của chúng tôi. Trước tiên chúng tôi có một mong muốn nhỏ. Nếu quý vị thấy chương trình này phù hợp, vui lòng bấm nút đăng ký để ủng hộ kênh TVOV. Kính thưa quý vị, ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam đã qua đời vào ngày 19 tháng 7 năm 2024, thọ 80 tuổi. Trước đó một ngày, bộ chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam thông báo chủ tịch nước Tô Lâm sẽ đảm nhận trọng trách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Theo tính toán của Zakaria Buzer, giáo sư về chiến lược an ninh quốc gia tại Đại học Chiến tranh Quốc gia Hoa Kỳ ở Washington và là tác giả cuốn sách Tạo dựng hòa bình ở Đông Nam Á, nổi dậy, tiến trình hòa bình và hòa giải, thông báo này đã chấm dứt khoảng thời gian 20 tháng bất ổn chính trị chưa từng có, bao gồm việc bảy trong số 18 thành viên được bầu vào Bộ Chính trị tại Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 13 đã diễn ra, vào thời điểm tháng 1 năm 2021 bị buộc phải từ chức. Với việc ông Trọng từ trần, 44% thành viên của Bộ Chính trị đã bị xóa tên, làm suy yếu lợi thế ổn định chính trị của Việt Nam lâu nay. Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam không có chức năng điều hành đất nước. Người ngồi ở vị trí này không kiểm soát đòn bẩy của nhà nước, nhưng lại có quyền đặt ra chương trình nghị sự của chính phủ. Và nếu sự lâu dài là quyền lực thì ông Trọng là một người rất quyền lực trong một hệ thống ưa thích sự chuyển giao quyền lực đều đặn và có trật tự. Ông Nguyễn Phú Trọng đã phục vụ trong Bộ Chính trị từ năm 1996 và là Tổng Bí Thư từ năm 2011 đến nay. Ông Trọng có sức khỏe yếu một thời gian. Ông bị đột quỵ vào thời điểm cuối năm 2020. Và ông đã bỏ lỡ nhiều lần xuất hiện quan trọng kể từ cuối năm 2023. Ông tỏ ra yếu đi một cách rõ rệt ở những nơi ông xuất hiện trong thời gian ngắn, chẳng hạn như ở cuộc gặp vào ngày 20 tháng 6 với Tổng thống Nga Vladimir Putin, khi ông này có chuyến thăm Hà Nội. Theo quy định của Đảng Cộng sản Việt Nam, thường trực ban bí thư phải đảm nhận trách nhiệm của tổng bí thư nếu người này mất năng lực. Tuy nhiên, thông báo của bộ chính trị đã giao cho chủ tịch nước Tô Lâm nắm quyền này, bỏ qua tướng Lương Cường người đang là thường trực ban bí thư. Điều này cho thấy ban chấp hành trung ương đã xác định ông Tô Lâm sẽ được bầu làm tổng bí thư tại đại hội đảng 5 năm một lần dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 1 năm 2026 và vì sự ổn định, liên tục nên ông nên đảm nhận chức vụ này ngay từ bây giờ. Ông Tô Lâm vốn đã có thế mạnh để kế vị ông Nguyễn Phú Trọng, là Bộ trưởng Bộ Công an từ năm 2016 đến năm 2024, ông đã lãnh đạo chiến dịch chống tham nhũng đốt lò do ông Trọng khởi xướng. Nhưng đồng hành với công việc này, đã có nhiều đồn đoán cho rằng ông đã vũ trang hóa các cuộc điều tra chống lại các đối thủ trong bộ chính trị. Ông buộc những người chống đối ông hoặc đã phục vụ hai nhiệm kỳ và đều đủ tiêu chuẩn để kế nhiệm ông Trọng phải từ chức một cách có hệ thống. Theo quy định hiện hành của Đảng và có thể sẽ được sửa đổi, Hiện chỉ có thủ tướng Phạm Minh Chính mới đủ tiêu chuẩn, mặc dù những đồn đoán tham nhũng của chính ông dường như đang khiến ông bị kiểm soát. Quan trọng hơn, ông Lâm đã có thể bố trí các cấp phó trung thành của mình vào những vị trí cực kỳ quan trọng của đất nước, bao gồm cả người kế nhiệm ông tại Bộ Công an và người đứng đầu tại Văn phòng Trung ương Đảng. Trong 17 tháng tới, chúng ta sẽ thấy tình hình chính trị tại Việt Nam ổn định hơn, nếu không, vì lý do nào khác ngoài chiến dịch chống tham nhũng đã hoàn thành nhiệm vụ của nó, củng cố quyền lực của ông Tô Lâm. Sự ổn định này là cần thiết. Mặc dù Việt Nam đã được hưởng lợi từ việc đa dạng hóa chuỗi cung ứng ra khỏi Trung Quốc, Việt Nam đã có khoảng 36 tỷ USD đầu tư trực tiếp nước ngoài được cam kết vào năm 2023 và có thêm 15 tỷ USD trong nửa đầu năm nay. Nhưng ngoài bất ổn chính trị, Việt Nam còn có nguồn cung cấp điện thất thường, cơ sở hạ tầng nghèo nàn, nạn tham nhũng tràn lan, thực thi chính sách chậm, chi phí lao động tăng cao và ít nhân công công nghệ cao có tay nghề cao có sự tranh lệch cao giữa cam kết đầu tư và giải ngân đầu tư, và một số nhà đầu tư gần đây đã bỏ qua Việt Nam. Malaysia và Philippines đều đang thu hút đầu tư trở lại sau khi ổn định lại trật tự chính trị của mình. Chúng ta không nên mong đợi bất kỳ thay đổi chính sách lớn nào trước đại hội đảng lần thứ 14, thời kỳ mà theo truyền thống sẽ chứng kiến sự chậm lại trong việc hoạch định chính sách khi đảng Cộng sản phải bận rộn với việc lựa chọn nhân sự và soạn thảo báo cáo chính trị quan trọng của mình nhưng nhiệm kỳ tổng bí thư rất có thể có sắp tới của chủ tịch nước tô lâm có lẽ sẽ tốt hơn cho tăng trưởng kinh tế ông nguyễn phú trọng là một nhà tư tưởng marxist trung thành ngoài 5 năm làm chủ tịch quốc hội việt nam từ năm 2001 đến năm 2006, trong toàn bộ sự nghiệp của mình ông là một nhà lý luận theo chủ nghĩa mark ông được nhiều người tại việt nam nhận xét là người cộng sản thực thụ cuối cùng ông tô lâm là một sĩ quan công an chuyên nghiệp trong khi công việc của ông trong bộ công an là duy trì sự độc quyền về quyền lực của Đảng Cộng sản Việt Nam, ông không phải là một nhà tư tưởng như ông Nguyễn Phú Trọng. Giống như Tập Cận Bình Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước Trung Quốc, ông Nguyễn Phú Trọng, phản đối tăng trưởng nếu điều đó gây tổn hại đến sự kiểm soát của Đảng Cộng sản. Ông đã từng kỷ luật những nhà kỹ trị muốn chuyển trọng tâm của việc ra quyết định ra khỏi tầm kiểm soát của Đảng Cộng sản. Trong khi ông Tô Lâm là một người độc đoán, ông là một người theo chủ nghĩa thực dụng, người coi tính hợp pháp của Đảng, tức là an ninh của Đảng, được đảm bảo bởi tăng trưởng, không bị mắc vào bẫy thu nhập trung bình. Tuy nhiên, vẫn còn một mối lo ngại thực sự, bộ chính trị gồm 16 người hiện tại, trong đó có 4 thành viên vừa được bổ nhiệm, tại hội nghị trung ương lần thứ 9 vào tháng 5 vừa qua đang thiếu kinh nghiệm về quản lý kinh tế trầm trọng. Còn lại là 5 thành viên đến từ bộ công an, 3 người đến từ quân đội và một nhóm đại diện cho các cơ quan cấp cao của Đảng Cộng sản Việt Nam, trọng tâm là kiểm soát chứ không phải kinh tế ông tô lâm dự kiến sẽ kiêm nhiệm chức chủ tịch nước và quyền tổng bí thư không giống như trung quốc việt nam tự hào về định dạng lãnh đạo tập thể của mình nhưng có logic khi một lãnh đạo tối cao của đảng cộng sản đồng thời làm nguyên thủ quốc gia không ai có vị trí tốt hơn và có động lực hơn ông tô lâm để giữ cả hai vị trí này chúng ta không nên hiểu điều đó có nghĩa là sẽ có sự thay đổi cơ bản trong chính sách đối ngoại của việt nam tính trung lập điều mà việt nam gọi là ngoại giao cây tre được nêu ra trong chính sách được soạn thảo chung bao gồm cả Sách trắng quốc phòng năm 2019. Kể từ tháng 9 năm ngoái đến nay, Việt Nam đã đón tiếp tổng thống Mỹ Joe Biden, Tổng bí thư, chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và tổng thống Nga Vladimir Putin. Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore và Trung Quốc sẽ vẫn là những nhà đầu tư chủ chốt của Việt Nam. Mỹ và châu Âu là những thị trường xuất khẩu trọng điểm, trong khi Việt Nam tiếp tục được hưởng lợi từ việc đa dạng hóa chuỗi cung ứng toàn cầu ra khỏi Trung Quốc. Đồng thời, dù chuyển ra khỏi Trung Quốc như nó vẫn là một phần của chuỗi cung ứng ở phía nam của Trung Quốc, vì Việt Nam rất gần với phía nam của Trung Quốc, đặc biệt là miền Bắc Việt Nam. Trong khi có những lo ngại về sự gây hấn của Trung Quốc ở Biển Đông, Hà Nội lâu nay vẫn chia sẻ mối quan ngại của Bắc Kinh về diễn biến hòa bình và các cuộc cách mạng màu. Với 20 tháng bất ổn lên đến đỉnh điểm ở các vị trí lãnh đạo cao cấp của đất nước, ông Tô Lâm giờ đây sẽ là người phải lèo lái những mối quan hệ mâu thuẫn và lợi ích cạnh tranh đó. Ngoại trưởng Mỹ Anthony Blinken sẽ dự lễ tăng Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Bộ Ngoại giao Mỹ vừa cho biết, Ngoại trưởng Mỹ Anthony Blinken sẽ dự lễ tăng Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và gửi lời chia buồn tới nhân dân Việt Nam. Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, trong chuyến đi đến Việt Nam, ông Blinken sẽ tiếp tục nhấn mạnh sâu sắc quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với các đối tác chính phủ tại Hà Nội. Trong tuyên bố chia buồn của Tổng thống Mỹ Joe Biden nhấn mạnh, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng là người ủng hộ mạnh mẽ mối quan hệ sâu sắc giữa nhân dân Mỹ và Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư, tình hữu nghị và quan hệ đối tác giữa hai quốc gia đã được vun đắp và phát triển. Chuyến thăm lịch sử của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới Mỹ vào năm 2015 là một cột mốc quan trọng trong quan hệ song phương. Tuyên bố nêu rõ: "Chúng tôi coi trọng quan hệ với Việt Nam và mong đợi hợp tác chặt chẽ với Chủ tịch nước Tô Lâm cùng với tất cả các lãnh đạo đảng, nhà nước và quốc hội trong thời gian tới. Chủ tịch nước Tô Lâm đã luôn ủng hộ mạnh mẽ quan hệ song phương giữa hai nước."